Con trai 8 tuổi của Ngô Kiến Huy tại Mỹ, mới đây trên trang cá nhân, Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh căn phòng của bé Jackie Minh Chí, con của Ngô Kiến Huy và em gái nữ ca sĩ từ mối tình không chọn trong quá khứ. Theo lời Thanh Thảo, Minh Chí được mẹ nuôi ưu ái dành cho một căn phòng đẹp nhất trong ngôi nhà, căn phòng được bài trí ấm cúng và đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho bé, đặc biệt những đồ vật và cách bài trí đều dựa trên những gì bé lựa chọn và yêu thích. Vì yêu thích ô tô nên con trai nuôi Thanh Thảo chọn chiếc giường hình siêu xe. Bên cạnh giường của bé là kệ sách gồm nhiều cuốn sách mà cậu yêu thích, ngoài ra còn có ghế ngồi đọc sách, nghỉ ngơi và có thể làm thành giường để bé nằm chơi. Jackie Minh Chí thường có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Phía trên kệ sách, Thanh Thảo còn lắp đặt camera để tiện trông nom và quan sát con mọi lúc mọi nơi. Thanh Thảo nhận được nhiều lời khen về cách dạy con này. Trước đó, giọng ca sinh năm 1977 cũng tiết lộ Minh Chí đã tự tay làm việc nhà và giúp mẹ chồng giàu. Trong nhà có mình Minh Chí là con trai và là anh lớn nhất trong nhà nên bé biết phải làm đủ mọi việc trong nhà, nhường nhịn và chăm sóc em. Bé Jackie Minh Chí là kết quả của cuộc tình không thành của Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo 8 năm trước. Bé được Thanh Thảo nhận làm con nuôi và sống hạnh phúc cùng gia đình trong căn biệt thự rộng lớn tại California, Mỹ. Dù có gia đình riêng và con gái nhỏ, nhưng nữ ca sĩ luôn coi cậu bé như là con đẻ của mình và dành rất là nhiều tình cảm yêu thương. Sau nhiều ồn ào, hiện tại Ngô Kiến Huy đã thành công trên con đường sự nghiệp, trong khi đó Thúy Anh cũng vừa kết hôn cùng chồng Việt Kiều sống ở Mỹ vào năm 2017. Giọng ca giả vờ yêu từng chia sẻ chuyện tình cảm là do duyên số, còn chuyện con cái lại do duyên nợ cả đời. Nam ca sĩ cho rằng, anh nợ mẹ của con trai anh một ân tình.